đã không tâm ý, không thọ hành mà tồi phục hết các ngoại đạo. Ba chuyển pháp luân ở đại thiên, pháp ấy xưa nay thường trong sạch. Trời người đắc đạo đó là chứng, Tam Bảo lúc ấy hiện thế gian, đem diệu pháp ấy cứu quần sinh, thọ rồi chẳng thối thường tịch nhiên. Đại y vương độ lão bệnh tử, nên lễ pháp hải đức vô biên, chê khen chẳng động như tu di, người lành kẻ dữ Phật thương đều. Lòng hành bình đẳng như hư không, ai nghe nhân bảo chẳng kính vâng. Nay hiến Thế Tôn lọc báu này, cõi thế giới ta hiện trong ấy, cung điện các vị trời rồng thần, càn thát bà với cung dạ xoa, mọi vật thế gian thấy trong đó, thập lực phương tiện biến hóa ấy, thấy việc ít có khen chúng khen Phật. Nay ta đảnh lễ tam giới tôn, đại thánh pháp vương chỗ chúng theo, tâm tịnh nhìn Phật ai chẳng vui. Thầy thế Thế Tôn trước mặt mình, thần lực của ngài chẳng ai bằng. Thuyết pháp Phật dùng một thứ tiếng, chúng sinh loài nào cũng hiểu được. Họ bảo Thế Tôn nói tiếng mình, như vậy thần lực chẳng ai bằng. Thuyết pháp Phật dùng một thứ tiếng, chúng sinh ai nấy tùy chỗ hiểu. Thầy được thọ hành thâu lợi ích, như vậy thần lực chẳng ai bằng. Thuyết pháp Phật dùng một thứ tiếng, kẻ nghe sợ sệt hoặc vui vẻ, hoặc sinh chán lìa hoặc dứt nghi, như vậy thần lực chẳng ai bằng. Đảnh lễ thập lực đại tinh tấn, đảnh lễ bậc đắc không sợ sệt, đảnh lễ bậc trụ bất cộng pháp, đảnh lễ thầy lớn dắt tất cả, đảnh lễ bậc dứt các trói buộc, đảnh lễ bậc tới bờ bên kia, đảnh lễ bậc độ các thế gian, đảnh lễ bậc lìa đường sinh tử, biết rõ tướng lai khứ chúng sinh, hiểu rành các pháp được giải thoát. Chẳng nhiễm thế gian như hoa sen, thường khéo vào nơi hạnh không tịch, thấu các tướng pháp không trở ngại, đảnh lễ như không chẳng dựa đâu. Lúc ấy chàng bảo tích tụng những câu kệ ấy rồi, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, 500 chàng con nhà trưởng giả đây, thầy đều đã phát tâm an hậu đa la tam hiệu tam bồ đề, nên muốn nghe việc được quốc độ thanh tịnh của Phật. Xin Đức Thế Tôn giảng thuyết các hạnh tịnh độ của chư Bồ Tát. Phật dạy: Lành thay Bảo Tích, ông đã vì chư Bồ Tát hỏi Như Lai về hạnh tịnh độ, hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ cho kỹ, ta sẽ vì ông mà giảng thuyết. Lúc ấy Bảo Tích và 500 chàng con nhà trường già vâng lời dạy rồi nghe. Phật dạy Bảo Tích rằng: Các loài chúng sinh là cõi Phật của Bồ Tát. Tại sao vậy? Bồ Tát tùy theo chỗ giáo hóa chúng sinh mà giữ lấy cõi Phật, tùy theo chỗ điều phục chúng sinh mà giữ lấy cõi Phật, tùy các chúng sinh muốn dùng cõi nước nào để vào trí huệ Phật mà giữ lấy cõi Phật, tùy các chúng sinh muốn dùng cõi nước nào để phát khởi căn Bồ Tát mà giữ lấy cõi Phật. Tại sao vậy? Bồ Tát giữ lấy cõi nước thanh tịnh là vì muốn làm lợi ích cho chúng sinh, tỉ như người ta muốn tạo lập cung điện nhà cửa trên đất trống thì tùy ý mà tạo lập không chi trở ngại, nhưng nếu muốn xây cất nơi hư không thì không thể được. Bồ Tát cũng vậy, vì muốn giúp cho chúng sinh được thành tựu, cho nên nguyện giữ lấy cõi Phật. Việc nguyện giữ lấy cõi Phật đó chẳng phải là việc xây cất nơi hư không. Bảo Tích nên biết rằng tâm ngay thẳng là cõi nước thanh tịnh của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, những chúng sinh chẳng định bỡ sinh về nước ấy. Tâm sâu vững là cõi nước thanh tịnh của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, những chúng sinh đầy đủ công đức sinh về nước ấy. Tâm Bồ Đề là cõi nước thanh tịnh của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, những chúng sinh đại thừa sinh về nước ấy. Bố thí là cõi nước thanh tịnh của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, những chúng sinh có thể bỏ tất cả sinh về nước ấy. Trì giới là cõi nước thanh tịnh của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, những chúng sinh làm 10 việc lành tròn nguyện sinh về nước ấy. Nhẫn nhục là cõi nước thanh tịnh của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh được trang nghiêm bởi 32 tướng tốt sinh về nước ấy. Tinh tấn là cõi nước thanh tịnh của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, những chúng sinh siêng tu tất cả công đức sinh về nước ấy. Thiền định là cõi nước thanh tịnh của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, những chúng sinh giữ tâm chẳng loạn sinh về nước ấy. Trí huệ là cõi nước thanh tịnh của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, những chúng sinh chánh định sinh về nước ấy. Bốn tâm vô lượng là cõi nước thanh tịnh của Bồ Tát.
Khi Bồ Tát thành Phật, những chúng sinh thành tựu các đức từ bi hỷ xả sinh về nước ấy. Bốn pháp thông nhiếp là cõi nước thanh tịnh của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, những chúng sinh thoát khỏi chỗ nắm giữ sinh về nước ấy. Phương tiện là cõi nước thanh tịnh của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, những chúng sinh đối với tất cả các pháp tùy nghi vô ngại sinh về nước ấy. 37 phẩm trở đạo là cõi nước thanh tịnh của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, những chúng sinh có bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn thần túc, năm căn, năm sức, bảy thánh giác, tám chánh đạo sinh về nước ấy. Tâm hồi hướng là cõi nước thanh tịnh của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, Ngài được quốc độ đầy đủ tất cả công đức, trước trừ tám nạn, là cõi nước thanh tịnh của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, cõi nước ấy không có ba ác tám nạn, tự mình giữ giới hạnh, chẳng chê kẻ khác lỗi lầm, là cõi nước thanh tịnh của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, cõi nước ấy không nghe đến chuyện phạm cấm. Mười điều thiện là cõi nước thanh tịnh của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, mạng sống không ngắn ngủi, chết yểu, những chúng sinh giàu có, giới hạnh trong sạch, nói lẽ thành thật, thường dùng lời êm ái, quyến thuộc chẳng chia lìa, khéo hòa việc, tranh tụng, nói lời có ích, chẳng tham, chẳng sân, chẳng si, sinh về nước ấy. Bảo tích, như vậy Bồ Tát tùy lòng ngay thẳng mà khởi làm, tùy chỗ khởi làm mà được lòng sâu vững, tùy lòng sâu vững mà tâm ý được điều phục, tùy chỗ điều phục tâm ý mà làm được theo đúng như thuyết dạy, tùy chỗ làm theo đúng như thuyết dạy mà có thể hồi hướng, tùy chỗ hồi hướng mà có sức phương tiện, tùy sức phương tiện mà giúp cho chúng sinh được thành tựu, tùy chỗ thành tựu cho chúng sinh mà được cõi Phật thanh tịnh, tùy cõi Phật thanh tịnh mà thuyết pháp thanh tịnh, tùy chỗ thuyết pháp thanh tịnh mà trí huệ được thanh tịnh, tùy trí huệ thanh tịnh mà tâm được thanh tịnh, tùy tâm được thanh tịnh mà tất cả công đức đều thanh tịnh. Bảo tích, cho nên nếu Bồ Tát muốn được cõi nước thanh tịnh, hãy làm cho tâm thanh tịnh, tùy tâm thanh tịnh ắt cõi Phật thanh tịnh. Lúc ấy nữ oai thần của Phật Xá Lợi Phất có ý nghĩ này: nếu như tâm của Bồ Tát thanh tịnh ắt cõi Phật thanh tịnh, như vậy phải chăng Đức Thế Tôn của chúng ta khi còn làm Bồ Tát tâm ý chẳng thanh tịnh, nên cõi nước của Ngài đây mới chẳng được thanh tịnh như thế này? Phật biết được ý nghĩ ấy, bảo Xá Lợi Phất rằng: ý ông thế nào? Mặt trời mặt trăng há chẳng sáng hay sao mà kẻ mù chẳng thấy hai vầng ấy? Xá Lợi Phất thưa: Thế Tôn, chẳng phải vậy, đó là lỗi ở kẻ mù, chẳng phải lỗi ở mặt trời, mặt trăng. Xá Lợi Phất, do tội của chúng sinh nên họ chẳng thấy quốc độ của Như Lai trang nghiêm thanh tịnh, chẳng phải lỗi của Như Lai. Xá Lợi Phất, cõi đất này của ta là thanh tịnh, nhưng ông chẳng thấy được như vậy. Lúc ấy Phạm Vương Loa Kế bảo Xá Lợi Phất: đừng nghĩ như vậy, cho rằng cõi Phật này là không thanh tịnh. Vì sao vậy? Ta thấy rằng cõi Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni là thanh tịnh như cung trời tự tại. Xá Lợi Phất nói: tôi chỉ thấy cõi này toàn là gò nổng, hầm hố, gai gốc, sỏi xạ, núi đất, núi đá, dễ đầy mọi nhơ nhấp xấu xa. Phạm Vương Loa Kế nói: lòng của nhân giả có cao thấp, chẳng ý theo trí huệ Phật, vậy nên ông thấy cõi này là không thanh tịnh. Xá Lợi Phất: Bồ Tát giữ lẽ bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, lòng dạ sâu vững thanh tịnh, y theo trí huệ Phật, ắt thấy cõi Phật này là thanh tịnh. Lúc ấy Phật dùng ngón chân mà nhấn xuống đất, tức thời cõi thế giới tam thiên đại thiên này được nghiêm sức 700.000 thứ chân bảo, cũng giống như cõi vô lượng công đức trang nghiêm của Đức Phật Bảo Trang Nghiêm. Tất cả đại chúng đều khen rằng chưa từng có, và ai nấy đều tự thấy mình được ngồi trên tòa sen báu. Phật hỏi Xá Lợi Phất: ông nhìn thấy cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh rồi chứ? Xá Lợi Phất bạch rằng: dạ Thế Tôn, từ trước con chưa từng được thấy, chưa từng được nghe như thế này, nay quốc độ nghiêm tịnh của Phật đã hiện. Phật bảo Xá Lợi Phất: cõi Phật độ của ta thường thanh tịnh như vậy, nhưng vì muốn độ những kẻ thấp kém ở đây, cho nên ta thị hiện ra cõi bất tịnh với mọi như xấu. Ví như chư thiên cùng ăn cơm đựng trong chén bát quý báu, nhưng tùy theo phước đức của họ mà hình sắc của cơm có khác. Xá Lợi Phất cũng vậy đó, nếu lòng người ta tịnh, liền thấy được những công đức trang nghiêm của cõi này. Trong khi Phật hiện ra cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, 500 chàng con nhà trưởng giả do bảo tích dẫn dắt đều đắc vô sinh pháp nhẫn, 84.000 người trong hội đều phát tâm an độ đa la tam miệu tam bồ đề